Bác nào cần dây AV, dây cắm điện thoại thì đặt hàng em lại gói nốt anh em nhé. Gói ship đến tận nơi cho anh em qua dịch vụ Viettel. Tiền hàng là 200.000 một dây, còn tiền ship lại là 17.000 nếu anh em ở Hà Nội. Còn các bác ở tỉnh xa, tiền ship sẽ là 30 và 38.000. Tại sao có chênh nhau 8.000? Tôi lại xin nhắc lại với anh em. Đó là có bác thì ở thành phố, có bác thì ở huyện, có bác ở xã thì nó tùy theo ở gần hay xa mà nó dịch vụ Viettel họ sẽ tính cước chênh một vài nghìn. Cũng là con số quá nhỏ. Thì cửa hàng chỉ báo giá tiền hàng tại cửa hàng anh em nhé. Thì vẫn là những cái dây AV tồn kho của Đức còn một ít. Và dây cắm điện thoại của Mỹ, Radio Shack dài 1m82, dây này dài 1m9. Thì tiện cái đoạn này tôi đang gói hàng gửi cho các bác đây từ Bắc vào Nam, có bác mua 2, có bác mua 3 dây. Thì tiện cũng có khách hỏi là thế dùng dây AV bãi của Nhật có được không, thì tiện đây tôi trả lời luôn anh em, cũng như là để chia sẻ thông tin cho anh em tham khảo. Cửa hàng đã từng nhập những cái dây AV bãi của Nhật anh em đây nhá. Đây những dây này, nhưng chưa bao giờ cửa hàng đang bán, bởi vì cửa hàng luôn luôn muốn bán những sản phẩm phải dùng được, phải chất lượng. Bởi vì nếu bán một sản phẩm không dùng được, không chất lượng thì bán để làm gì? Bán các bác không dùng được thì vứt bỏ, nếu các bác lại gửi lại thì mất công cả đôi bên đúng không anh em? Tại sao những cái dây này không dùng được anh em? Bởi vì những cái dây này ấy, thì cái lõi bên trong nó tốt lắm, phải nói cái dây của Nhật này nó siêu tốt luôn. Nhưng bởi vì nó là bãi, nó cũ rồi, nó quá cũ rồi. Lên theo thời gian, những cái dây này, những cái đầu cắm này, cái phần dây thì cực kỳ tốt luôn. Nếu nó đứt ra, các bác xem cái phần kim loại bên trong này, nó đặc chắc như dây điện luôn. Dây tín hiệu AV như là dây điện luôn, phần kim loại. Nhưng bởi vì nó là hàng cũ, hàng quá là cũ, từ bên kia người ta vận chuyển, người ta gom nhặt quá lâu rồi, nên là nó bị hỏng hết những cái đầu này. Những cái đầu này cực kỳ quan trọng anh em nhé. Đây nó gãy này, nó móp méo này. Đấy, nhập về gãy móp méo. Thì khi các bác cắm vào âm ly hoặc là đầu đĩa hoặc là lọc nhạc, nó sẽ không tiếp xúc được hết. Nó gọi là move, thiếu một cực. Có nghĩa là cực mát, nó bên ngoài nó không ôm được hết vào mà. Thì nó bị chập chờn, nó sôi, sinh ra tiếng sôi ủ thì em đố các bác dùng được. Đây, giả sử nó móp méo này. Đó, có nghĩa cái đầu này của nó cũng xịn lắm, với lại cái dây nó cũng xịn, nhưng bởi vì nó cũ quá rồi nên là mình không thể dùng được nữa. Mặc dù cái dây này nó vẫn còn cực kỳ tốt nha, nó không đứt đâu anh em ạ. Như cái nguyên nhân chính sinh ra tiếng sôi ù và tiếng rè, tiếng mô ve là do những cái đầu cắm này này. Nếu đầu cắm này nó quá lởm rồi, có nghĩa theo thời gian nó bị móp méo rồi, nó không tiếp xúc được tốt nữa thì là nó sẽ không dùng được, đơn giản vậy thôi. Đây, cửa hàng đã nhập đống về đây nhưng mà có bán đâu, bởi vì cửa hàng cũng phải test sản phẩm đi thì là mới đăng lên cho anh em, chứ không phải là cứ thôi thì sống chết mặc bay. Tôi chỉ cần đăng lên tôi, các ông mua xong các ông dùng được hay không thì là việc của các ông, thì cửa hàng tôi không bao giờ có chuyện như vậy anh em nhá. Đó, phải những sản phẩm phải dùng được, dùng ok. Đó, giả sử đây như cái đầu này thì anh em cắm vào nó sẽ bị chập chờn, nó móp hết vào trong mà. Còn dây của nó thì tốt lắm, kể cả cái vành của nó cũng tốt, vành của nó cứng lắm anh em ạ, cái vành nó xịn. Nhưng mà bởi vì nó cũ quá rồi, nó quá trình nó vận chuyển rồi người ta dùng bên kia, người ta vứt bỏ chỗ này chỗ kia xong thì người của mình hoặc là người bên họ gom lại thì là nó không còn ngon nữa. Thì nó khác biệt hẳn so với những dây này. Dây này nó gần như là dây chưa qua sử dụng, nó là hàng tồn kho anh em nhé. Lên những cái đầu này này, nó sắc nét, những cái đầu này nó cực sắc nét. Đầu nào ra đầu đấy, nó không móp méo anh em nhé, không bị gãy hoặc là bị làm sao. Thì là nó truyền tải cũng như là nó đầy đủ vế âm vế dương cho anh em. Đó, những cái đầu này đó, nó sắc nét. Chính vì vậy cửa hàng không bao giờ đăng những cái dây này cho anh em. Tiện đây hôm qua có một bác hỏi là thế tôi dùng dây bãi của Nhật được không. Tất nhiên cái nào nó còn ngon thì vẫn dùng ok. Nhưng mà đa phần là nó bị mô ve này này anh em ạ. Anh em cắm ra cắm vào nó bị mù ve. Thì tiện đây chia sẻ cho anh em. Đây đang gói gửi đi một đống cho anh em, thì tiện tôi quay luôn, cũng như là
mồi chài cho em mua dây. Mồi chài thật đấy. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi nhá.